Ngày 11 tháng 3 tại tỉnh Lào Cai, lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Liên Hoa thuộc huyện Bảo Thắng đã trang nghiêm được diễn ra. Trong không khí hoan hỉ, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai đã trao quyết định bổ nhiệm cho Đại đức Thích Chân Niệm, sách tấn chư tăng, Phật tử nỗ lực tu học, có phần gắn kết giữa đạo và đời, tạo sự phát triển của địa phương. Dịp này, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và tân trụ trì chùa Liên Hoa cũng trao 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.